Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách giảm cân nhanh nhất trong 3 ngày bằng táo. Trong trái táo chứa nhiều chất xơ giúp hệ tiêu hóa làm việc được tốt hơn. Ngoài ra, táo còn chứa các vitamin A, C, E, kali và các canxi cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Đặc biệt, chất oxy hóa trong táo có thể làm chậm quá trình lão hóa, rất có ích trong việc giữ gìn sắc đẹp. Để giảm mỡ bụng nhanh nhất trong 3 ngày tại nhà với trái táo, bạn nên thực hiện theo thực đơn hướng dẫn sau. Cách giảm cân an toàn và hiệu quả nhất trong 3 ngày với trái táo. Ngày thứ nhất, bữa sáng, một nát bánh mì, một nát phô mát cộng một trái táo. Bữa trưa, cá hồi cộng cà chua cộng hai trái táo. Bữa xế, phô mai không béo cộng một trái táo. Bữa tối, hai nát bánh mì lúa mạch cộng một trái táo. Hướng dẫn thực hiện cách giảm cân nhanh nhất trong 3 ngày với trái táo. Ngày thứ hai, bữa sáng, một trái táo xay không bỏ vỏ cộng nho khô cộng nước sữa ít béo. Bữa trưa, một bánh mặn cộng một quả trứng cộng một trái táo. Bữa tối, một bát cơm trộn, một quả chuối và hai trái táo. Thực hiện cách giảm cân nhanh nhất trong 3 ngày với trái táo. Ngày thứ ba, bữa sáng, một nát bánh mì cộng hai nát phô mai cộng một trái táo. Bữa trưa, thịt bò xào cộng một trái táo. Bữa tối, salad rau bắp cải cộng một trái táo. Bạn có thể xem cách giảm cân hiệu quả ở những video tiếp theo. Hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Có thể xem cách giảm cân hiệu quả ở những video tiếp theo. Hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn.